vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Vũ ơi, mùa này á mà được đi du lịch thì sướng lắm ha. Vậy thì em thích đi đâu nào? Đi hả? Thôi đi biển đi cho lãng mạn. Đi ra biển nè, vừa được ngắm biển, vừa được ăn hải sản tươi nữa. Nhưng mà em nghĩ sao nếu mà em không cần đi biển nhưng mà em vẫn được ăn hải sản thì em thấy như thế nào? Vậy là phải ra nhà hàng hay là quán rồi thôi, tốn kém lắm, em không chịu đâu. Em yên tâm đi, anh sẽ giới thiệu cho em một món hải sản mà không cần phải đi ra biển, mà không phải tốn kém, chúng ta có thể làm ngay tại nhà. Quá wow, hay quá. Món gì vậy anh Vũ? Em hãy nghe đây nè. Câu mực tiêu cực mà vui, khoái ăn mực nướng lui cui câu hoài. Mực nướng hả? Mực nướng có vẻ bình thường, làm sao chế biến cho ngon cho thèm? Mực nướng vừa bổ vừa thơm, ướp thêm sa tế thì càng mê ly. Thật là tuyệt vời. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm món mực nướng sa tế ha anh. Chính xác. Nào bây giờ chúng ta còn chần chờ gì nữa, cùng bắt tay vào chế biến món mực nướng sa tế. Nguyên liệu để làm món mực nướng sa tế thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần có mực nang 2 con cỡ 800g. Chúng ta còn có 50g sả băm, tỏi lột vỏ, dầu điều, mật ong, tương xí muội, tương ớt, tiêu, hạt nêm Aji ngon và sốt trứng gà tươi Lisa. Anh Vũ ơi, món ăn của mình là mực nướng sa tế mà trong thành phần giới thiệu nguyên liệu á, em đâu có thấy sa tế đâu. Wow, em quả là tinh ý đó đó nghe. Đối với công thức ngày hôm nay thì chúng ta không cần phải mua sa tế để làm sẵn ngoài, mà tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và bạn một công thức 2 trong 1, vừa sa tế và vừa để ướp mực luôn. Hay thiệt, 2 trong 1. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn ngay đi thôi. Trước tiên, tỏi này chúng ta sẽ đem đi giã và cho vào 2 muỗng nước lọc và vắt lấy nước. Anh đã chuẩn bị sẵn đây, chúng ta làm sẵn để tiết kiệm thời gian. Anh cho vào đây 2 muỗng canh nước tỏi. 1 muỗng mật ong, 2 muỗng dầu điều. 2 muỗng tương xí muội và 1 muỗng canh tương ớt. Chúng ta thêm vào đây 2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Và khoảng 1/2 muỗng cà phê tiêu. Tất cả chúng ta khuấy đều lên. Cuối cùng chúng ta sẽ cho 50g sả băm vào và trộn đều lên. Như vậy thôi. Mực nang chúng ta làm sạch. Các bạn nhớ bỏ mắt và bỏ phần đầu, và chúng ta cắt ra và làm sạch. Bây giờ anh sẽ khứa hình mắt võng như vậy. Mình khứa hình mắt võng như vậy á, khi mà nướng lên á thì miếng mực sẽ bung ra rất là đẹp. Mà mục đích là để cho gia vị được thấm vào bên trong đó em. Rau mực mình cũng cắt luôn hả anh Vũ? Đúng vậy, rau mực chúng ta cắt ra miếng nhỏ như vậy. Chúng ta ướp với cái hỗn hợp sau ít chúng ta đã pha khi nãy. Anh sẽ ướp đều hết như vậy. Mình phải ướp mực trong bao lâu thì mình nướng mực mới thấm gia vị ha anh? Mình ướp khoảng 30 phút là mực thấm gia vị rồi đó Ngọc Phương. Chúng ta sẽ cho miếng lên vị nướng ha. Chúng ta gạt bớt cái sả vụn trên mặt ra. Điều này Ngọc Hương nghĩ là quý vị khán giả cũng nên lưu ý. Chúng ta sẽ lấy bớt sả ra để khi nướng mực không bị khét. Bây giờ anh sẽ cho vào lò. Anh Vũ ơi, em đang định hỏi anh Vũ á, nếu mà em không thích nướng bằng lò điện, em nướng bằng lửa than được không anh? Cũng được chứ, nướng bằng lửa than thì có cái mùi thơm và ngon riêng. Tuy nhiên nướng bằng lửa than bây giờ thì rất là cực đúng không các bạn? Đối với lò điện thì ở gia đình chúng ta thì hầu hết nhà nào cũng có. Và khi nướng lò điện thì các bạn hãy nên chú ý, chúng ta chuẩn bị lò cho thật là nóng trước và chúng ta chỉ để lửa trên thôi. Và một điều các bạn cần lưu ý nữa là trong quá trình nướng thì thỉnh thoảng chúng ta dùng cọ và phết cái nước ướp khi nãy lên trên miếng mực để mực không bị khô. Thì anh sẽ cho lại vào lò nha. Bây giờ chúng ta sẽ pha sốt để chúng ta chấm với lại mực nước. Anh cho vào đây 3 muỗng sốt trứng gà tươi Lisa. Và anh cho tiếp phần 2 muỗng canh tương ớt vào và anh khuấy đều lên. Cây cay béo béo ăn mới hấp dẫn. Anh Vũ ơi, mực nướng chín chưa hả anh? Chín rồi đó, bây giờ để anh lấy ra. Hấp dẫn quá. Đây anh sẽ gấp ra. Anh cắt ra thành những miếng nhỏ như vậy. Và bây giờ anh sẽ bắt cái sốt mayonnaise trộn với tương ớt lên. Như vậy.
làm cho món ăn thêm đẹp mắt và hấp dẫn. Ông bà ta thường nói gần mực thì đen, còn Ngọc Hương gần mực nướng, em thấy như thế nào? Thì muốn ăn quá đi. Đây, có ngay đây. Rồi. Cảm ơn anh Vũ. Wow, mực nướng thì như thế nào ta? Anh Vũ ơi, mực nướng sa tế rất là ngon. Mực thấm tất cả các gia vị nha. Mà anh nướng á, không có bị dai. Vừa chín tới luôn, ăn rất là thích. Cộng với sốt trứng gà tươi Lisa với tương ớt. Vậy này chắc em phải ăn món mực nướng thường xuyên quá à. Chúc quý vị khán giả sẽ ngon miệng với món mực nướng sa tế. Đừng quên chia sẻ về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và anh Thanh Vũ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.